Thủ tướng tới làng Nũ, nơi xảy ra trận lũ quét đau thương. Thủ tướng đã vào tới thôn làng Nũ, Lào Cai, nơi xảy ra trận lũ quét đau thương khiến gần 100 người tử vong và mất tích. Thủ tướng trên đường vào hiện trường vụ sạt lở khiến gần 100 người tử vong và mất tích ở làng Nũ. Chiều ngày 12 tháng 9, ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào Cai để thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Điểm đầu tiên Thủ tướng tới thị sát là hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên khiến gần 100 người tử vong và mất tích. Trên đường vào nhà văn hóa, Thủ tướng đã dừng xe lội xuống thăm hỏi lực lượng tìm kiếm. Con đường từ huyện Bảo Yên vào thôn Làng Nũ, xã Phúc Khánh khoảng 12 km, tuy nhiên đường nhỏ, khó đi, nhiều đất đá do hậu quả của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão. Cùng với việc nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân, hiện các lực lượng chức năng cố gắng khắc phục các đoạn đường bị ảnh hưởng sau bão. Thủ tướng trên đường thị sát hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nũ khiến gần 100 người tử vong và mất tích. Thủ tướng trao đổi với các lực lượng chức năng bên con suối Làng Nũ. Thủ tướng trao đổi với lực lượng tìm kiếm ở hạ lưu dòng suối, gặp thân nhân các gia đình tại hiện trường. Thủ tướng bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với nỗi đau của các gia đình. Ông nêu rõ các lực lượng chức năng đang tập trung nỗ lực cao nhất để tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lũ quét tại đây. Thủ tướng hỏi thăm, động viên anh Hoàng Văn Voi, 35 tuổi, người có vợ, con trai 12 tuổi chết trong vụ sạt lở. Mẹ đẻ và anh trai anh Voi hiện vẫn mất tích. Con gái lớn anh Voi đang được cứu chữa ở bệnh viện tỉnh. Thủ tướng nơi tại nơi tập kết của đội cứu hộ cứu nạn báo cáo tại buổi làm việc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cho hay khu vực sạt lở có 37 hộ, 1.158 nhân khẩu. Trong 158 nhân khẩu có 84 nam và 74 nữ. Dưới 16 tuổi là 18 người, trên 16 tuổi 14 người. Trong đó, có 2 hộ mất hết cả gia đình là 1 hộ 4 người và 1 hộ 2 người. Tổng số 95 người chết, mất tích và khi thủ tướng đi vào đã tìm kiếm thêm được một nạn nhân nam. Đến nay còn 51 người mất tích. Hiện công tác tìm kiếm đang được tích cực triển khai. Đến nay có 17 người bị thương, trong đó có 5 người chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, 3 trường hợp chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, có một số trường hợp nặng nề. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường nhận định vụ lũ quét cuốn trôi gần hết thôn Làng Nũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên là vụ việc khủng khiếp. Chưa bao giờ trên cả nước xảy ra vụ lũ quét làm chết nhiều người như vậy. Ông Trường nói và thống kê số người chết, mất tích trong thảm họa này lên tới 95 người. Theo ông Trường, đã có tổng cộng 650 người của quân khu 2. Công an đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ông thông tin thêm, chiều ngày 11 tháng 9, trong quá trình tìm kiếm, đoàn tiếp tục nghe tiếng nổ phía trên và phải đánh chuông báo động, nên phải họp tiếp bàn phương án tìm kiếm. Những ngày qua, Lào Cai nhận được sự ủng hộ của nhiều địa phương, đoàn thể, cá nhân và phân bố hợp lý. Trước mắt, chính quyền tập trung vào cứu chữa cho người thoát nạn, tìm kiếm người mất tích. Với các hộ còn lại, chính quyền đã di dời khỏi khu vực mất an toàn. Ông cho biết tỉnh sẽ khảo sát diện tích đất 20 hectare và sẽ cho khảo sát, đánh giá lại mọi mặt xem ổn hay không. Nếu đảm bảo an toàn sẽ xin cơ chế để thiết kế thi công nhanh khu tái định cư và tái thiết nơi ở mới cho những người dân bị ảnh hưởng. Chúng tôi quyết tâm ổn định tình hình, dù còn khó nhưng sẽ khắc phục, ông Trường nói và cho biết thêm nơi này vẫn tương đối nguy hiểm nếu trời mưa tiếp. Thủ tướng hỏi thăm, động viên người dân chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải hoàn thành khôi phục bản Làng Nũ. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, thăm hỏi với nhân dân vùng bão lũ, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình, người thân có người tử vong, mất tích trong trận lũ lụt, trôi mất gần như cả bản này. Thủ tướng đề nghị tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng. Thứ nhất, ông đề nghị các lực lượng tập trung tìm kiếm 51 người mất tích này khi gia đình đang rất trông mong. Ông đề nghị thay đổi phương thức tìm kiếm để đạt hiệu quả cao nhất. Thứ hai, đối với những người bị thương phải tập trung cứu chữa, chăm sóc y tế đầy đủ. Thứ ba, phải dọn vệ sinh môi trường. Ông nói khi đi ở hiện trường thấy vấn đề vệ sinh và phải đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Thứ tư, về giao thông.
ông đề nghị cần khắc phục sớm. Trong đó, tinh thần là trung ương lo những cái lớn, tỉnh lo tỉnh lộ, huyện lo huyện lộ, xã lo xã lộ. Thứ năm, ngành giáo dục đào tạo nhanh chóng khôi phục lại cơ sở, đảm bảo cho các cháu trở lại trường học sớm nhất có thể. Thứ sáu, cần phải khôi phục lại sản xuất, kinh doanh, công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Bên cạnh đó phải động viên, chia sẻ, nắm tình hình xem còn gì người dân khó khăn để hỗ trợ. Thứ bảy, Thủ tướng yêu cầu cần khảo sát, tìm một hai điểm đề nghị các cơ quan khoa học như Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường có đánh giá sạt lở tại đây. Tìm một hai điểm để khảo sát, xây dựng lại bản này, chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải hoàn thành. Việc này giao cho tỉnh, cấp ủy phải lo, còn thiếu gì, cần gì, báo cáo chính phủ, thủ tướng. Đến ngày 31 tháng 12, tất cả người còn sống, các hộ phải có chỗ ở, nơi sinh sống ổn định, có điện nước, nơi vui chơi, cây xanh, đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh, để thủ tướng nêu rõ. Đoàn xe của thủ tướng đang vào thôn làng Nũ,